Vâng, xin chào tất cả các bác yêu audio. Các bác vừa nghe âm thanh phát ra từ đôi loa Buxell có cái thương hiệu là Wacforden. Đôi loa có modem là Diamond 9.1, đôi loa đến từ Anh Quốc. Nghe rất là ok đúng không bác? Tiếng trầm rất là đã, rộng, sâu, êm, tròn trịa, không gây cảm giác mệt hay là tức ngực trong quá trình nghe. Rồi ok. Cái đôi này thì hôm qua em đã quay và giới thiệu một lần rồi. Hôm nay test lại thêm một lần nữa để cho các bác tiện tham khảo về chất âm. Đôi loa này thì giá thì tí em để trên phần tiêu đề. Còn hôm nay em xin giới thiệu với các bác tiếp một con đồng hồ Ublie Lưỡng đến từ Đức. Con này có cái mặt nó không phải hình tròn mà mặt nó cái này gọi là hình này là hình thoi sao. Rồi, ok, mời các bác cái này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Quá là đẹp luôn. Rất đẹp nha các bác nhá. Đấy. Thằng này có khi chuẩn bị chuyển sang nghề buôn cả đồng hồ nữa rồi. Thế nó rất là hay, rất là đẹp. Bày phòng khách rồi là phải bày phòng audio đều rất là ok, rất là đẹp. Theo cái nhu cầu của rất nhiều bác là thích mua cái này và hỏi cái này thì em tiếp tục nhập về để cho các bác chơi thôi. Con này nó được đằng sau đít nó ghi là sản xuất tháng 7 năm 1953. Nó cũng phải hơn 60 năm rồi, năm 60 năm rồi. Tuổi thọ của nó quá là ghê gớm ấy các bạn. Con này có một chút thì các bạn nhìn đây nhá. Đấy cái mặt của nó này. Đấy, cái mặt số của nó bị một chút ố này. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy, nó mấy chục năm rồi thì cũng không không còn đẹp nữa. Và ở cái chỗ cái đáy đây các bác nhìn này, ở chỗ đáy gương này nó có một vài cái vết sứt nho nhỏ đấy, nho nhỏ ở cái chỗ cái phần của cái cuối cùng của cái ly nó úp xuống đấy, chắc nó do nó va chạm mà nó bị vào đấy, rất là đẹp. Đầy đủ tất cả mọi thứ cho anh em. Chìa khóa rồi là cái quyển sách đi theo của nó cũng đầy đủ hết. Ok, đấy, rất là đẹp. Các bạn nhìn này. Chắc là không có còn gì để chê nữa. Rất là đẹp đúng không? Màu sáng bóng tưng tưng này. Rồi, ok. Con đồng hồ này thì vẫn giá như các con đồng hồ khác thôi. Nó vẫn có giá là 4 triệu rưỡi. Và bác nào có nhu cầu mua con đồng hồ này thì xin liên hệ với em qua số điện thoại ở trên màn hình. Rồi, ok. Về video ngày hôm nay của em đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.